Thưa quý vị, chỉ một tháng sau khi tạo cú sốc về giá, cây hải đường trắng, tức bạch hải đường, được đồn thổi là cây đột biến đã mất giá nặng. Nhiều người lại mất tiền tỷ và lâm vào cảnh nợ nần. Trên các hội nhóm bạch hải đường, thay vì hàng trăm, hàng ngàn lượt tương tác, thì hiện chỉ có vài lượt thích mỗi khi có bài đăng mới. Những cây bạch hải đường từng được rao bán với giá từ 100 triệu đồng đến 3 tỷ đồng đã đồng loạt giảm giá phóng viên liên hệ với 6 người từng tích cực đăng bán cây trong các hội nhóm Bạch Hải Đường và tất cả đều không bán được với giá đã rào. Một số người khác thậm chí đã gỡ bài viết. Những hình ảnh giao dịch với những cọc tiền cũng đã nhanh chóng được gỡ bỏ trong các hội nhóm Bạch Hải Đường. Những người trót tin vào cơn sốt đã dở mộng bởi Bạch Hải Đường chẳng phải cây đột biến được trồng rất nhiều ở nông thôn. Những người có tham niên chơi sinh vật cảnh độc lạ cũng cảnh báo rằng sau cơn sốt bạch hải đường, chắc chắn sẽ có nhóm người làm giá những cây khác. Trong đó, phải thận trọng với các loại cây đã được âm thầm gom và nhân giống cùng thời điểm với bạch hải đường, nhưng chưa được buông giá là cây bát diện vô tâm, lưu cổ gian gian hay bạch ngụy.